Xin chào tất cả các bạn. Thời gian diễn ra vòng thi cấp trường vì Sơn La giỏi tiếng Anh sắp đến rồi đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số những điều mà các bạn cần biết trước khi vòng thi cấp trường diễn ra nhé. Về nội dung của video ngày hôm nay bao gồm có 4 phần. Phần thứ nhất, các bạn sẽ nghe một số những lưu ý đặc biệt về vòng thi cấp trường. Phần thứ hai, cô sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng nhập và đăng xuất tài khoản của các bạn như thế nào trên máy tính. Phần thứ ba, cô sẽ hướng dẫn các bạn học thử một số bài học miễn phí đang có trên trang web edupia.vn. Và cuối cùng, phần quan trọng nhất đó chính là các bạn vào thi cấp trường như thế nào. Bây giờ chúng ta cùng đến với một số những lưu ý đặc biệt về vòng thi cấp trường nhé. Ở vòng thi cấp trường, các bạn sẽ được thử sức với 4 đề thi trực tuyến trên Edupia diễn ra vào các ngày sau. Đề thi đầu tiên các bạn sẽ thi trong ngày mùng 3 tháng 3 năm 2022. Đề thi thứ hai các bạn sẽ thi trong ngày mùng 4 tháng 3 năm 2022. Đề thứ ba sẽ diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 3 năm 2022. Và đề thi cuối cùng của vòng thi cấp trường các bạn sẽ thi trong ngày mùng 6 tháng 3 năm 2022. Về thời gian thi cụ thể như thế nào và truy cập vào trong link Google Meet ra làm sao để nhà trường kiểm soát thì giáo viên chủ nhiệm sẽ gửi tới các bạn trong Zalo nhóm lớp nhé. Các bạn lưu ý, mỗi đề thi chỉ được làm một lần duy nhất. Về kết cấu của bài thi, thời gian làm bài của bạn có 20 phút và bài thi bao gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm. Về câu hỏi có thể là câu hỏi dạng chữ, ví dụ như chọn từ đúng điền vào chỗ trống hay là chọn từ có chủ đề khác với những từ còn lại. Câu hỏi có thể ở dạng xem tranh, các bạn nhìn từ và tranh minh họa và chọn đáp án đúng sai, hoặc câu hỏi cũng có thể ở dạng nghe và chọn đáp án đúng. Với số lượng kiến thức trong đề thi sẽ là 80% kiến thức tiếng Anh cơ bản là tiếng Anh mà các bạn học trong chương trình hiện tại của các bạn, và 20% các kiến thức xã hội khác, ví dụ như là có thể hỏi các bạn tên nhạc sĩ. Một số lưu ý đặc biệt khác về cuộc thi, thông tin học sinh sẽ được sử dụng xuyên suốt đến cuộc thi. Nếu thông tin cung cấp không chính xác, gây ảnh hưởng đến kết quả chung của cuộc thi thì kết quả của các bạn sẽ bị hủy bỏ. Mỗi đề thi các bạn chỉ được làm một lần duy nhất. Trước khi vào làm bài, học sinh cần kiểm tra cẩn thận dung lượng pin của thiết bị, kết nối internet, tai nghe. Nếu đã vào làm bài, dù bất cứ lý do gì, nếu bị thoát khỏi bài thi, học sinh đều không thể vào làm lại. Để vào thi, trước tiên các bạn cần đăng nhập. Các bạn có thể sử dụng hai trang web, đó chính là trang Cốc Cốc và trang Google Chrome. Cô đang sử dụng trình duyệt Google Chrome. Trên tab mới các bạn gõ edupia.vn. Nếu các bạn chưa đăng nhập thì các bạn hãy chọn đăng nhập tài khoản. Ở phía bên trên góc phải màn hình, chọn đăng nhập. Tên đăng nhập là số điện thoại của phụ huynh. Mật khẩu đang mặc định là từ 1 tới 6 các bạn nhé. Sau khi các bạn đã gõ xong tên đăng nhập và mật khẩu rồi thì mời các bạn ấn chọn đăng nhập. Vậy, để đăng xuất tài khoản, các bạn chỉ cần ấn chọn vào tài khoản. Các bạn có nhìn thấy ảnh đại diện của chúng mình phía bên phải không ạ? Đây chính là tài khoản của các bạn. Để đăng xuất tài khoản, các bạn ấn vào tài khoản của mình. Chọn quản trị thông tin cá nhân. Sau khi chọn quản trị thông tin cá nhân, các bạn sẽ thấy hiện ra những nội dung như thế này. Vậy nếu như bạn nào thông tin của mình vẫn còn sai sót thì các bạn có thể sửa luôn thông tin của mình ở trên này. Họ tên, các bạn phải nhìn vào mục họ tên của bé nhé. Còn đây, phía bên này là họ tên của cha mẹ, các bạn không cần quá quan tâm tới nội dung này. Ở đây họ tên các bạn ghi rõ đầy đủ họ tên của mình, ngày tháng năm sinh, học lớp và trường nào, giới tính như thế nào. Sau đó các bạn chọn cập nhật thông tin, ví dụ cô sẽ đổi giới tính ở đây là nữ. Sau khi đã điền đầy đủ thông tin cần thay đổi của mình rồi thì các bạn ấn chọn cập nhật. Và có thông báo ở đây hiện lên là các bạn đã cập nhật thành công, các bạn chỉ cần tắt cái thông báo này đi. Vậy để đăng xuất, các bạn nhìn xuống phía dưới bên phải có hiện dòng chữ đăng xuất. Các bạn chỉ cần ấn chọn và đăng xuất. Khi các bạn chọn đăng xuất thì các bạn sẽ thoát tài khoản hiện tại và có thể đăng nhập một tài khoản khác.
Sau khi các bạn đã đăng xuất rồi thì các bạn đăng nhập tài khoản mới như lúc ban đầu. Vậy là các bạn vừa thực hiện được phần thứ hai, đó chính là đăng nhập và đăng xuất tài khoản của các bạn như thế nào. Ở phần thứ ba, cô muốn hướng dẫn các bạn phần học thử những bài học miễn phí đang có trên trang web edupia.vn. Sau khi các bạn ấn chọn khóa học thì trên màn hình của các bạn sẽ hiện ra giao diện giống như trên màn hình của cô, như các bạn đang thấy trên video này. Vậy để học thử các bài học miễn phí, các bạn hãy chọn tiếng Anh khối lớp mà các bạn đang học, ví dụ khối lớp 3, khối lớp 4 và khối lớp 5. Cô lấy ví dụ với các bạn khối lớp 3 nhé. Các bạn ấn chọn học ngay phía bên tay phải. Sau đó các bạn kéo xuống phía dưới. Sau khi ấn chọn học ngay, các bạn sẽ nhìn thấy giao diện gồm 30 bài học sẽ được cập nhật trên màn hình. Các bạn ấn chọn vào bài học mà các bạn muốn học. Và ở đây có rất nhiều chủ đề cho các bạn từ từ vựng, mẫu câu, phát âm và luyện giao tiếp, cũng như các bài tập bổ sung, các bạn chỉ cần ấn chọn vào học ngay phía bên tay phải. Đầu tiên các bạn hãy xem video. Và sau đó làm các bài tập từ 1 cho tới hết và các bạn có thể nhìn thấy kết quả của mình sau khi làm xong 3 bài tập này. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa tìm hiểu phần thứ 3, chính là phần học thử các bài học miễn phí trên trang web edupia.vn. Các bạn có thể học tới cái phần trả phí thì các bạn dừng lại, do tài khoản của các bạn đang là tài khoản miễn phí để tham gia cuộc thi. Các bạn hãy thử sức mình với các dạng bài test trên edupia.vn nhé. Ở đây sẽ tổng cộng có 6 bài kiểm tra ngắn cho các bạn. Các bạn chỉ cần chọn bài test, bài kiểm tra, ấn chọn vào bài test. Sau đó, các bạn sẽ chọn bắt đầu. Ở đây có các dạng bài kiểm tra nghe, đọc, viết và kiểm tra nói. Các bạn hãy lần lượt thử sức với các dạng bài tập có sẵn trong bài kiểm tra này nhé. Sau khi đã làm xong bài đầu tiên, các bạn có thể chọn Next để chuyển sang bài tiếp theo. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa tìm hiểu xong phần thứ 3, học thử một số những bài học miễn phí trên trang web edupia.vn. Vậy làm thế nào để các bạn tham gia cuộc thi cấp trường Vì Sơn La Giỏi Tiếng Anh? Mời các bạn chú ý vào những thao tác sau. Ở phía trên bên phải, các bạn ấn chọn cuộc thi tiếng Anh. Sau đó chọn tỉnh thành Sơn La và chọn xác nhận. Đây chính là thành tích cá nhân của các bạn. Ở đây các bạn nhìn thấy 4 vòng thi đều có dòng chữ chưa diễn ra do chưa tới ngày thi, đúng không nào? Vòng thi cấp trường sẽ bắt đầu diễn ra vào ngày 3 tháng 3 năm 2022. Và khi các bạn nhìn sang phía bên phải, các bạn sẽ nhìn thấy dòng chữ làm bài ngay. Các bạn chỉ cần ấn chuột vào dòng chữ làm bài ngay là các bạn có thể làm vòng thi cấp trường rồi. Vừa rồi là một số những lưu ý đặc biệt mà cô muốn gửi tới các bạn trước khi diễn ra vòng thi cấp trường vào ngày 3 tháng 3 năm 2022. Chúc các bạn làm bài tốt trong vòng thi cấp trường sắp tới nhé! Goodbye, see you!